trở thành người bạn đồng hành thân thiết của chúng ta. Từ chiếc điện thoại thông minh với trợ lý ảo, robot rung cuộn tự động trong nhà, hay máy ATM thông minh có khả năng làm việc không mệt mỏi và độ chính xác đáng kinh ngạc, robot đã và đang cách mạng hóa cách chúng ta làm việc và sống. Không chỉ vậy, trong những nhiệm vụ đầy thách thức như thả biển không gian, đáy biển lên khu vực phóng xạ, robot đã cùng con người chinh phục những vùng đất mới. Hôm nay, trong không khí sôi động của ngày hội STEM phòng giáo dục và đào tạo Hội An, trường tiểu học Cẩm Phô, chúng em xin giới thiệu bộ sưu tập thời trang robot tái chế độc đáo, được làm hoàn toàn từ giấy bìa cắt tông với chủ đề hướng tới tương lai gắn kết toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón 50 bạn robot thông minh trong các lĩnh vực then chốt của tương lai. Đầu tiên là robot thông hiệp. Thông hiệp cái tôi chủ đề thông minh nhân loại đang trải qua cuộc cách mạng với sự xuất hiện của robot. Từ việc gieo hạt chính xác đến từng mm, thu hút với liều lượng hoàn hảo, robot thông hiệp đang từng ngày viết tiếp câu chuyện hiện đời của người nông dân nơi mới, một cách mới đầy hứa hẹn. Bây giờ là robot công nghiệp. Trong bây giờ công nghiệp
sao ngoài này? Những chú robot từ vật liệu đúng rồi, bấm lần trả đúng không? Để bấm lần trả lời bên đó hả? Niềm tin vào tương lai, nơi không có giới hạn nào cho những ước mơ tạo, nơi công nghệ và trí tưởng tượng hòa quyện, nơi con người cùng robot vẽ nên những điều kỳ diệu. Chúng em muốn gửi thông điệp hướng tới tương lai gần đến toàn cầu. Kính chúc Real Stay của chúng ta thành công tốt đẹp. Đúng rồi, đó, thấy đứa chạy nhớ đó. Ok, anh luôn anh, ok, em điểm công nghe.